chứ không là mọi đã dọn hồi trễ giờ không giờ lắm trễ chị vô chị trong kia hết rồi okay. Giờ xin mời chị lên coi chị không vui là sao tụi em dám vô đây chị dắt vô vô đây tôi dắt dạ. Vô chị không vô sao tụi em dám vô đâu trời vô hôm nay ghé thăm người đẹp Xuân Trang và Maxim. Trời ơi, một chàng người đẹp Xuân Trang. Em cưng ngoài nhà nhà đi không còn ai chú ơi chú duyên ai không gặp Xuân Trang ai thu bị đắm ông này duyên ai không gặp Xuân Trang thu thủy đứng cho mình ông làm một cái bộ chuyện hay lắm á hay lắm năm màu văn có một bên chú làm thôi chú nói ông lâu năm nữa mà cháu còn nhớ lâu năm mà bà cháu có hello, hello xin chào chú vô đây cho mát mới biết mày chưa đi chơi. Em mới đi chợ anh ơi chưa bây giờ chị chưa gặp lại anh ơi mày phải không chưa gặp anh giáo sư của chị nè ôi trời ơi xin lỗi dạ Anh ngồi đâu em, mẹ anh chị ngồi trước đi. Mấy anh chị ngồi trước rồi em. Lại chút cho phải. Mình chút với nhau đi.